Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dắt này mình đi thăm bẫy chuột nha cả nhà. Dắt này mình lại tới cái khu vườn ngày hôm qua mình đặt trong dài dài mấy trong đây nè. Dắt này mới có 5 giờ mấy rồi cả nhà. Hơn 5 giờ rưỡi một chút à. Dắt này còn tối quá. Rồi ngày mới mình cũng mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình xin mời cả nhà cùng đi theo mình đi thăm bẫy nha, coi có dính được chuột gì nhiều không nha. Giờ này tối quá. Ở trên cây này thấy có dính á cái nhà. Mà dắt này không biết cái nhà có thấy hay không nữa nè. Đó. Nằm cục đen thui trên cái bè đó cái nhà. Rồi để mình lấy xuống giờ cái nhà xem nha. Hồi hôm này có trời mưa cái nha. Hồi hôm mưa cũng rút gắt à. Nói cái nha, còn đầu tiên nha cả nhà. Rồi mình thăm tiếp tục. Rồi, cây này mình thấy có dính rồi nè cả nhà. Đó trên đó đó cái nhà đó. Rồi, để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Để mình thăm ơn kia ăn cái với lại đây cũng có ăn cái nữa. Mà học cái dính. Với lại cái này. Đó cả nhà. Rồi, cái này mình thấy có dính này nè cả nhà. Đó cả nhà. Đó nó nằm trong cái bẫy á cả nhà. Đó. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà anh xem nha.
thôi cả nhà. Rồi mình thăm tiếp tục nha cả nhà. Trên cây này mình thấy có dính này nè cả nhà. Hơi tối, để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Không gài biết lâu không có mưa. Hôm nay mưa một đám, cũng nhỏ chứ không có lớn. Đó cả nhà. Rồi mình đi vườn đó mình thăm tiếp tục nha cả nhà. Trên đây thấy có dính rồi nè cả nhà. Nãy giờ mình thăm bên kia không có dính. Lại tới cây này mình thấy có dính con trên đó đó. Này chắc tối. Tối cái nhà không thấy. Rồi để mình lấy xuống cho cái nhà xem nha. Nè cả nhà. Rồi, mình thăm tiếp tục nha cả nhà. Cây này mình thấy có dính này nè cả nhà. Nè, cả nhà gọi nó cạp, nó ăn xả dưới đất nè. Nhóc bây giờ. Trên cây này nè cả nhà. Rồi, để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Rồi, mình thăm tiếp tục nha cả nhà. Rồi trên cái này mình thấy có dính luôn rồi cả nhà ơi.
Đây mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Các nhà. Rồi, mình đi thăm tiếp tục nha cả nhà. Thấy trên đây có dính được trên cây này nè cả nhà, hay có dính này nè cả nhà. Đó cả nhà. Đây cái nhà. Đi lại trái cây này thì thấy có dính ở trên đó đó cái nhà. Nó trên đó đó. Rồi để mình lấy xuống cho cái nhà xem nha. Sáng sớm này mũi mũi đèn nó bù quá trời. Nghe cái nhà. Rồi, mình thăm dài dài tiếp tục nha cả nhà. Cái trên đây thấy có dính đây nè cả nhà. Đây mình lấy xuống cho cả nhà xem luôn. Nó cả nhà. Rồi, thăm còn cái hết này nghe cả nhà. Để mình về về rồi, vô. Mình cũng về mình lấy chuột ra dính được bao nhiêu đây nè cả nhà. 3 6 10 14 con. Này chuột đều đều không à. Nha. Mấy bữa nay không có chuột lứa.
Rồi mình cũng xin tạm dừng clip luôn nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nha. Mình xin chào cả nhà. Chúa số quay vậy.